dặm một hồi kiểu, giống như là ban đầu quyết định dặm cái nền mỏng thôi, dặm một hồi thì cái nền nó như là cái đống thạch cao mọi người. Mình gõ một cái bốc ngay giữa cái mặt, cái nó tách ra hai đường nền nha, tách cái đường nền ra xong lòi cái mặt ra. Xin chào tất cả mọi người, lại là Dear đây, và chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Dear Tarot Tâm sự cùng người lạ Tara. Và chào mừng mọi người một lần nữa đã quay trở lại với một linh tinh chuyện tâm linh trong ngày hôm nay. Chắc hẳn là mấy má, mấy mẹ, mấy bạn, mấy bà, mấy anh, mấy chị đang rất là thắc mắc rằng là tại sao ngày hôm nay cái tập linh tinh chuyện tâm linh đi lại giấu cái mặt đi đi đâu mà lại để cái bàn ra đây. Thì xin thưa, ngày hôm nay trong tập linh tinh chuyện tâm linh này, như những gì ở trên cái đề mục đi có ghi, đó chính là đi sẽ hướng dẫn cho các bạn những cái cách sơ bộ, những cách cơ bản về cái việc khai nhãn một bộ bài tarot. Khai nhãn là như thế nào? Đầu tiên đi sẽ khẳng định, nó chưa đưa ra cái gọi là nêu ý nghĩa, ý niệm à. Khai nhãn là một cái hành động bạn khơi mở nguồn năng lượng cho một cái vật phẩm nào đó, cho một cái vật nào đó liên quan đến học thuật về huyền học. Thì thường người ta sẽ sử dụng cái từ khai nhãn. Ở một số cái, như là bạn thường giống như là bạn mua tượng Phật, ảnh chúa hay là ảnh những cái vị thánh vị thần về, các bạn thường nghe là làm phép hoặc là khai quang điểm nhãn, thì đó cũng chính là cái hành động, cái nghi thức khai nhãn. Thì đối với một bộ bài tarot cũng như vậy, bởi vì bài tarot là một cái công cụ tâm linh, cho nên trước khi bạn sử dụng nó bạn cần phải khai nhãn nó. Hay là đối với một số cái loại mà bài khác, cũng cái tục xem bài khác, ví dụ như là xem bài Tây chẳng hạn, thì đi còn có biết rồi là người ta sẽ cúng bộ bài nữa cơ. Nhưng mà đối với tarot chúng ta đi không có cúng kiến gì hết nha, chúng ta chỉ có những cái hoạt động khai nhãn mà thôi. Thì ok, ngày hôm nay Dia sẽ bắt đầu khai nhãn bộ bài. Thì bộ bài của Dia thì là một bộ bài mới hoàn toàn, và đây là bộ bài Bright Tarot. Thì Dia cũng vừa mới làm một cái tập review cái bộ bài này luôn. Bộ bài rất là xinh, nói về cái cộng đồng LGBT. Nếu mà bạn nào chưa xem cái tập, có cái tập mà review này thì các bạn có thể nhấp ở cái đường link. Dia sẽ để cái đường link ở đây nha. Đó, thì bạn có thể nhấp vào cái đường link đó để bạn xem lại cái tập review của cái bộ bài này, bởi vì đây là một bộ bài rất hay. Còn trong cái tập này thì Dia sẽ chỉ chuyên nói về việc là làm sao Dia có thể khai nhãn một cái tụ bài tarot thôi. Thì Dia sẽ nêu ra hai cách, một là cái cách chính chuyên, hai là cái cách mà Dia thường dùng. Thì bây giờ Dia vẫn sử dụng cái cách Dia thường dùng trước, bởi vì cách chính chuyên hay Dia thường dùng thì nó cũng giống nhau thôi. Đầu tiên bạn phải giữ cho các cái lá bài á, nó đi theo đúng cái thứ tự ban đầu, là khi bạn mở siêu ra rồi bạn đừng có xào bộ bài lên nha. Bạn phải giữ cho các cái lá bài nó đúng như thứ tự ban đầu, từ the full cho đến cái lá cuối cùng. Nói chứ mà cái bộ bài nó đóng siêu sao, bạn chỉ mở cái siêu ra, bạn chỉ mở cái bọc ra và bạn để nguyên, ok chưa? Cái tiếp theo là bạn sẽ bắt đầu xào bài. Các bạn xào càng đều càng tốt nha các bạn. Các bạn xào càng đều càng tốt. Và nếu bạn nào thích sử dụng bài hai chiều thì các bạn đổi đầu bài. Các bạn xào bài và đổi đầu bài. Xào bài và đổi đầu bài. Xào thật đều. Thì đi có một số cái cách xào khác nữa, là đi thường chia thành hai tụ giống vậy nè. Đó, đi sẽ chia thành hai tụ. Anh nhìn nha. Đó, xong đi sẽ bẻ nó xuống, xong rồi. Đó, xong rồi đi sẽ. Đó, nhập nó lại. Thì cái này nó hơi hành hạ chút xíu, nhưng mà trời ơi, nhưng nó sẽ đều nhanh hơn. Đó, đi sẽ làm lại một lần cho các bạn xem nha. Đó, đầu tiên các bạn sẽ đặt cái băng ngón tay thế này, một cái tụ bài chia cho hai tụ bằng nhau chút xíu. Đó, tụ còn lại nè. Đó, bởi vì ở đây có cái cây máy quay á nên cũng khó làm. Đó, các bạn sẽ bẻ cong cái góc bài một chút xíu, bật xuống, ok. Và sau đó thì các bạn bẻ cong lên cái hướng ngược lại. Đó, nó sẽ tự vào nếp. Rồi, thì bây giờ là sơ bộ cái lá bài đã đều rồi đó. Và thường thì chúng ta sẽ đặt ra câu hỏi, hỏi là bạn là ai? Bạn là ai? Thì Dia sẽ lấy một lá nha. Các bạn sẽ rút cho đến khi nào mà nhìn thấy cái lá bài này hiện lên hai hiện trạng, hiện tượng. Đã bắt đầu ghi vô. Một, các lá đó phải là các lá hoàng gia. Các lá bài hoàng gia tức là page, knight, queen hoặc king, hoặc là king, đúng chưa? Rồi, hai là các lá bài đó phải là các lá bài ẩn chính. Thì các bạn mới dừng lại nha. Ở đây thì nó ra một lá eight of swords thì nó vẫn không phải, cho nên là Dia sẽ tiếp tục xào tiếp. Đi sẽ tiếp tục xào tiếp, và đi biết cái công đoạn này chắc là lâu đó. Ok, để đi xem nè. Rồi, vẫn chưa được nè, thấy không mọi người? Đã Seven of Wands, chúng ta xào tiếp. Hãy để tâm trí của bạn tập trung vào, hãy thủ thỉ với nó, hỏi bạn là ai. Bạn là ai, bởi vì đây là một cái bộ bài nó sẽ đi theo bạn và nó sẽ giúp ích cho bạn đó, nên bạn phải gọi là cưng nựng nó chút xíu. Đó nè, mày là ai mà nói chuyện lẹ đi, mày trả lời lẹ đi. Là ai? Three of Wands vẫn chưa ra, trời đất ơi con bỉ này. Là ai? Bạn là ai? Bạn là ai? Người ấy là ai? Ai 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 à? Đó, chúng ta có ra lá The Devil. The Devil. Xong bạn sẽ hỏi là có chắc chắn cái lá bài này là như vậy không? Bộ bài bạn tượng trưng cho lá The Devil có chắc chắn hay không? Bạn lấy ra thêm một lá, nó ra là Tamarind. Nhưng mà lá xuôi chiều thường sẽ mang ý nghĩa yes, lá ngược chiều sẽ là no. Ok chưa?
đó là mặc định của Dia rồi đó. Thì ở đây nó trả lời yes, đúng rồi. Thì mình là mình ấy vô, mình chỉ cần nhớ là đây là một cái lá bài tượng trưng cho nguồn năng lượng là The Devil, cho nên chắc chắn là cái nguồn năng lượng của cái lá bài này nó sẽ rất là vật chất, nó sẽ rất là thẳng thắn, nó sẽ rất là rành mạch rõ ràng. Ok, tiếp tục, đó chính là tới cái phương thức đặt tên, gọi tên. Gọi tên thì ai muốn đặt đặt, không đặt thôi, nói chung cũng không quan trọng thật. Nhưng mà đi thì đi thích, từ xưa giờ là đi được thầy dạy sao thì bây giờ đi làm lại gen vậy thôi đó. Rồi, bạn muốn đặt tên là gì, bạn muốn tên của bạn là cái gì, thì mình lấy ra tầm 3 hoặc 5 lá thôi, bắt đầu mình dịch nghĩa của nó. Thì ở đây chúng ta thấy được có 3 lá bài, là lá Juggernaut, lá Page of Wands và lá Two of Wands. Ở đây lượng ngăn lượng lửa rất là nhiều nè. Thì nó nói rằng là có thể là cái tên của tôi nó không cần phải là quá là đặc biệt. Cái tên của tôi, hay gọi cái tên của tôi như mà một cái gì đó để một cái người chỉ hướng, một cái người định hướng, một cái người giống như một cái người chỉ phương hướng á, một người có cái có một cái định hướng tốt dạng giống như vậy. Và cái tên này có thể là tên của một người nữ trẻ tuổi. À, bởi vì tại sao đi biết để đây có là Page. Ok. Thì để xem đi có một cái tên người định hướng ha, thì để kiếm coi có ai gây cảm hứng tốt nè. Ok, chúng ta sẽ lấy tên là Teresa. Teresa được không ta? Teresa, đặt tên đó là Teresa. Tại sao đi lại lựa chọn cái tên Teresa này? Thì Teresa là tên của một cái vị thánh nữ rất là nổi tiếng ở trong Kitô giáo, đó là Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu. Bên cạnh đó thì Teresa cũng có là tên của một cái vị thánh nữa, đó chính là mẹ Teresa thành Calcutta. Đó, thì đi cũng sẽ để hình hai người đó theo những cái lời đi nói. Thì hai cái người này là một trong những cái vị rất là nổi tiếng trong cái việc là gọi là một cái sự định hướng á, dạng giống như là những cái người rất là, họ rất là vĩ đại, họ rất là vĩ nhân, nên mình thử đặt cái bộ bài tên là Teresa được hay không, mình cũng sẽ hỏi nó được không. Rồi, nó cũng rất là thích cái tên này ha. Các bạn đừng có thắc mắc lý do tại sao cái lá bài đại diện là The Devil mà đặt tên là Teresa, thánh cái gì đây. Thì các bạn đừng có bị cái lá quỷ yêu đó rồi các bạn nói là ồ mình không được đặt tên này nữa nọ kia. Cái đó là theo quy định của các bạn thôi. Cái cách đó là cách đầu tiên để các bạn có thể khai nhãn bộ bài của bạn. Còn cách thứ hai đó là bạn vẫn sẽ xào bộ bài của bạn lên một cách khùng điên, một cách điên cuồng, một cách lộn xà bần lên đó. Và rồi chúng ta sẽ trải ra 6 lá bài nha các bạn. 6 lá bài. Các bạn để lá bài số 1 ở đây, lá bài số 2, lá bài số 3. Bây giờ đi sẽ giữ lên 1 nè, 2, 3, thấy chưa. Lá bài số 4, lá bài số 5 và lá bài số 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Được chưa? Mình sẽ có 6 lá bài được chia theo cái tỷ lệ để được đặt theo cái kiểu hình như thế này. Thì 6 lá bài này nó sẽ có cái ý nghĩa từng cái một, đó là đầu tiên hãy cho tôi biết bạn, cái tính cách của bạn, cái tính chất của bạn là ai, là gì. Ở đây nó nói nó là Page of Wands, là một cái cô gái trẻ năng động. À, một cô gái trẻ năng động. Và trên cái cô ấy vẫn còn đang trên cái con đường tìm kiếm năng lượng thực sự của bản thân mình, thì nó vẫn rất là phù hợp với cái tên là Teresa ha. Cái lá thứ hai là cái điểm mạnh của bạn, cái điểm mạnh của bộ bài này là gì. Đây, đó là cái lá số 2. Điểm mạnh của bộ bài này chính là lá Two of Wands, là tôi có cái khả năng định hướng khá là tốt, tôi có khả năng dẫn dắt người khác khá là tốt và truyền cảm hứng cho họ cũng rất là tốt. Tiếp, cái lời số 3, vậy thì những cái giới hạn bản thân của bạn là gì? Những cái giới hạn trong bộ bài này là đôi khi thì nó hơi tâng bốc người khác quá, the star, nó hơi hoàn hảo quá những cái vấn đề mà nó được đề cập tới. Đây, giống như là tạo cảm hứng thì đôi khi người ta nó hơi bị quá đà đó. Nó hơi bị quá đà đó. Nói chung là dặm một hồi, giống như là ban đầu có định dặm cái nền mỏng thôi, dặm một hồi thì cái nền nó như là cái đống thạch cao mọi người. Mình gõ một cái bốc ngay giữa cái mặt, cái nó tách ra hai đường nền nha, tách cái đường nền ra xong lòi cái mặt ra đó, nó ghê vậy đó. Rồi tiếp tới lá số 4. Lá số 4 này ở thì có nghĩa là bạn đến đây để hướng dẫn tôi điều gì. Ở đây lá Ace of Swords, tôi đến đây để giúp bạn, để giúp bạn nghiên cứu thêm về những học thuật, mà là để giúp bạn có thêm nhiều cái kiến thức hơn. Ace of Swords. Cái tiếp theo nữa là lá số 5. Lá số 5 là tôi có thể cộng tác với bạn như thế nào, là bằng cách nào tôi có thể liên kết với bạn tốt hơn đó. Thì ở đây lá là The Hermit. Bạn cứ sử dụng nó một cách bình thường thôi. Và thường cái bộ bài này á thì nó thích rằng là hãy sử dụng nó cho những vấn đề cá nhân của bạn, những vấn đề nào đó mà nó liên quan đến cá nhân nhiều hơn là những cái vấn đề về cộng đồng. Ok, được. Và cuối cùng lá số 6. Ok, mối quan hệ tiềm năng của tôi và cái bộ bài này sẽ là gì?
sẽ như thế nào là Eight of Cups. Thật ra là Eight of Cups thì cũng không phải là quá tốt đâu. Là Eight of Cups thể hiện là sẽ có những cái sự biến chuyển mới hơn nữa bên trong cái mối quan hệ giữa tôi và lá bài. Chứ cái bộ bài này, nói chung là bộ bài này có vẻ là nó cũng hơi gay gắt lắm, nhưng mà kệ này. Nói này, đây là một trong những cái cách trải bài hết sức là gọi là đơn giản. Những cái cách trải bài người ta gọi là những ván trại phỏng vấn. Ván trại phỏng vấn. Cho nên là các bạn, những các bạn nào mà muốn đi làm reader hoặc mơ muốn một muốn khai những cái bộ bài, thì các bạn có thể ứng dụng những cái cách trải của Dear và là cái mà đi vừa mới nêu đó, hai cách trải. Một, các bạn thấy xào lên xong đặt câu hỏi. Hai là bạn có thể là xào lên xong sau đó trải cái lá bài ra, thì bạn vô hình chung các bạn cũng thấy được rằng cái lá ở đây đại diện cho cái lá bài, cho bộ bài ấy, cái tính cách của nó có thể gọi là cái lá Page of Wands. Ok. Vậy thì các bạn nhìn thấy không? Cái cách khai nhãn một cái bộ bài nó cũng rất là đơn giản. Và thật sự là nếu mà các bạn thích bộ bài nào, các bạn có thể mua bộ bài đó thôi. Và bạn cảm thấy là bạn liên kết bộ bài nào thì bạn mua bộ bài đó, rồi về các bạn chỉ cần khai nhãn nó là bạn có thể bắt đầu sử dụng nó rồi. Mình nhớ phải học thuộc tầng nghĩa nha các bạn ơi. Chứ không có reader nào mà ngồi đó đọc xong rồi dở sách ra. Cái lá này để em nói cho chị nghe là nó nghĩa như vậy nè, rồi xong là bạn ở nhà mình luôn, bạn khỏi cần đi nói cho người ta nghe nữa. Rồi, cái clip của Dear trong cái việc hướng dẫn cái việc trải bài này đến đây cũng đã kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe rất là nhiều, và mong rằng mọi người sẽ đón xem những cái clip tiếp theo nữa của Dear trên kênh Dear Tarot Tâm Sự Cùng Người Lạ. Ok, còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong những tập tiếp theo. Bye bye. Trời, cái bộ bài nó trượt trượt trượt, thấy không?